tục cướp tiệm vàng ở Lục Nam, Bắc Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Luyện, sinh ngày 18 tháng 10 năm 1993 vì hành vi giết người và cướp tài sản theo điều 93 và 133 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lê Văn Luyện được xác định là thủ phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng và giết người tại phố Sàn, xã Phượng Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Đây cũng là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận suốt một tuần này. Lê Văn Luyện có hộ khẩu thường trú tại thôn Sơn Đỉnh 2, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam. Đây là thôn cách nơi xảy ra vụ án không xa. Lê Văn Luyện là đối tượng nghiện ma túy. Trước khi xảy ra vụ án, Luyện từng đi làm phụ xây dựng ở Hà Nội. Như chúng tôi đã đưa tin, vụ án giết 3 người và chém bị thương một cháu bé 9 tuổi xảy ra vào sáng ngày 24 tháng 8 tại tiệm vàng Ngọc Bích ở phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang, khiến dư luận nhân dân bàng hoàng. Bộ Công an đã thành lập ban chuyên án với hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng cảnh sát điều tra hình sự của 10 tỉnh giáp danh Hà Nội. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Từ nguồn tin của nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng ngày 9 tháng 8, cơ quan công an đã ký lệnh triệu tập ông Lê Văn Miên là bố đẻ của Lê Văn Luyện lên trụ sở công an huyện. Tại đây, ông Miên đã khai nhận toàn bộ sự việc với cơ quan điều tra là một ngày sau khi xảy ra án mạng. Luyện từ nơi ẩn náu tại Lạng Sơn điện thoại về nhà và nói số vàng lấy được đang cất ở trong tủ trên tầng 2 nhờ bố giấu đi. Ông Miên đã đem số vàng trên chôn tại vườn phía sau chuồng lợn của gia đình. Tại cơ quan công an, trước sự chứng kiến của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, cán bộ điều tra cơ quan công an xã, tang vật vụ án gồm hàng chục vòng đeo cổ, gần 200 chiếc nhẫn, vòng đeo tay và mặt đá do Luyện cướp được ở tiệm vàng đã được niêm phong. Ông Miên đã ký vào túi niêm phong tang vật của vụ án. Tại nhà của Luyện, công an còn thu giữ nhiều tang vật khác như dao, ba lô đựng quần áo của Luyện sau khi gây án. Bộ quần áo này đã được mẹ của Luyện là Trương Thị Thơm giặt sạch rồi cất đi. Cùng bị bắt vì có hành vi che giấu tội phạm, Trương Thanh Hồng, sinh năm 1992, là anh con bác họ được Luyện nhờ chở ra đường bắt xe để trốn, cũng đã khai nhận với cơ quan công an hai sợi dây chuyền vàng này được lấy từ số vàng cướp được. Và Luyện đã nhờ Hồng chuyển cho bố để đi chuộc chiếc xe máy mà trước đó hắn đã lấy của cô ruột đem đi đặt. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, chỉ đạo ban chuyên án triển khai thật tốt các biện pháp công tác khác như khai thác, giam giữ đối tượng để chuyên án sớm có kết quả, buộc tất cả thủ phạm phải bị trừng trị trước pháp luật. Cơ quan cảnh sát điều tra kêu gọi quần chúng nhân dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Văn Luyện, đối tượng bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại 0240 385 4666.